các khán giả của Xưởng Thời Trang, nếu bạn là một cô gái có cá tính nhưng lại chưa biết cách thể hiện bản thân làm như thế nào cho đúng thì hãy theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Tôi xin tuyên bố Xưởng Thời Trang đã chính thức mở cửa và chỉ hoạt động trong vòng 30 phút. Ngay từ bây giờ hãy cùng tương tác với chương trình qua fanpage Xưởng Thời Trang VTV6. Tương tác của chúng tôi đặt ra ngày hôm nay đó chính là nếu bạn là một cô gái có cá tính mạnh thì bạn sẽ một là sẵn sàng thể hiện bản thân qua phong cách ăn mặc, hai là ăn mặc như người bình thường và che giấu cá tính đó đi. Ngay từ bây giờ hãy cùng chia sẻ những nhận định của bạn trên trang fanpage của Xưởng Thời Trang VTV6. Và bây giờ thì hãy cùng chúng tôi gặp gỡ với những giám đốc sáng tạo của ngày hôm nay. Xin giới thiệu chuyên gia trang điểm Cao Tuấn Đạt, chuyên gia đào tạo catwalk Trương Tùng Lan và biên tập viên thời trang Tôn Hiếu Anh. Câu hỏi đầu tiên đặt ra cho anh chị đó là đã có khi nào mà anh chị ăn mặc những bộ trang phục thật là cá tính, thật là phong cách và ra đường thì khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy rất là gây sự chú ý không ạ? Vâng, hôm nay tôi mặc bộ này cũng gây sự chú ý đến mức tất cả mọi người phản đối và tôi bỏ ra là tôi vẫn thích. Mà tôi là dân làm về thiết kế, làm về hình ảnh. Thì cả anh Đạt làm về trang điểm thì cũng luôn luôn bọn tôi chọn cho mình một cái phong cách nó rất là khác người. Và thường khi mà mặc những bộ đồ nó khác người quá thì luôn luôn tạo sự chú ý. Và tôi nghĩ với tôi chuyện này thì nó khoảng đi theo tôi 20 năm nay rồi, tôi cũng đã thành một phản xạ là tôi lờ tất cả những điều đó đi. Khi đi event hoặc là đi làm chương trình mà mình cần phải nổi bật hơn mọi người thì chúng tôi cũng chọn cho mình những phong cách thời trang mà khá khác với lại những người bình thường mà họ hay chọn. Thì những cái gì mà đi tiên phong thì thường sẽ có hai xu hướng. Một là mọi người sẽ khen tấm tắc. Hai là mọi người chê và bảo rằng tại sao có thể mặc được những cái đồ như thế lên người. Tuy nhiên là mình vẫn bảo vệ quan điểm của mình, nghĩa là mình thấy mình nổi bật hơn mọi người là được. Đó là với những giám đốc sáng tạo của chúng ta, với những người mà họ hiểu về thời trang, họ làm về thời trang thì việc họ phản ứng với, họ đón nhận những cái phản ứng xung quanh là việc rất hết sức bình thường đúng không ạ? Nhưng với một người trẻ bình thường, với những bạn bình thường, họ không phải làm về thời trang, họ không phải là những người am hiểu quá về thiết kế mà họ lại có được một cái phong cách mà gây chú ý với những người xung quanh. Và họ cảm thấy là cái phong cách đó của họ gây bất tiện cho chính cuộc sống của họ thì họ phải làm thế nào ạ? Tôi có một câu chuyện muốn kể với bạn, đấy là ở khi mà tôi học ở Anh ấy, thì có một nhóm thanh niên gọi là họ đi theo phong cách punk. Trong họ nói thật là họ rất là dị hợm. Ví dụ mà ngày xưa ở Việt Nam như thế chắc là phải cho vào một cái chỗ mà để trưng bày để cho mọi người bỏ tiền vào xem chẳng hạn. Tóc xanh, tóc đỏ rồi khuyên rất là nhiều chỗ, đánh mắt đen ra đường hoặc là đi ban ngày trông rất trong bộ dạng một thần chết. Thực ra là hồi mới sang thì tôi rất là thấy kỳ thú với những người như vậy. Tôi luôn hay để ý rồi nhìn rồi kiểu tò mò. Xong về sau tôi phát hiện ra mình đang làm một điều rất là thiếu văn hóa và thiếu văn minh. Và khi mà mình hòa nhập quen rồi thì mình mới nhận ra một điều là rất là nhiều người khác biệt mình, họ có thể ăn mặc khác mình. Nhưng mà đó không phải là điều để kỳ thú mà không phải là điều để mình có thể tò mò quan tâm. Và về sau đã tập dần và trở thành một cái thói quen là thấy rất là chấp nhận những người khác biệt mình. Nhân vật của chúng ta ngày hôm nay thì bạn ấy không gặp vấn đề về phong cách ăn mặc mà bạn ấy có một cá tính khác phát lên chính con người của bạn ấy, và cái điều đó gây rắc rối cho bạn ấy trong cuộc sống và khiến bạn ấy cảm thấy mất tự tin vô cùng. Và hãy cùng xem là nhân vật của chúng tôi ngày hôm nay, bạn ấy có cần giúp đỡ điều gì từ Xưởng Thời Trang nhé. Xưởng Thời Trang ngày hôm nay, bạn hãy tự giới thiệu một chút về bản thân mình cho những giám đốc sáng tạo của chúng tôi. Xin chào các sáng tạo ạ, em tên là Liên Hồng, đang là sinh viên năm nhất của trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây ạ. Rất mong đến với Xưởng Thời Trang để cho anh chị giám đốc sáng tạo thay đổi lại phong cách cho em. Theo những sự đánh giá của các bạn thì là nhìn phong cách của em trông rất là ma mị, khác người, do một số đặc điểm là em có một vài khả năng như là có thể xem bói, biết được
một vài chuyện của các bạn. Nên vì thế là em thấy mọi người luôn nhìn em là một con mắt khác, luôn kiểu nhiều lúc kiểu sùng bái. Em hay mặc những đồ đen và rộng, trông càng ma mị đúng không? Vâng. Thế đã có ai đó sợ phải đến gần bạn chưa? Dạ không sợ, nhưng mà chắc là em nghĩ là các bạn nam thì sẽ không thích một người con gái như em. Giám đốc sáng tạo của chúng ta giải quyết vấn đề này cho bạn như thế nào ạ? Một cô gái có khả năng là xem bói này rồi biết từ những câu chuyện từ những người khác, và có lúc suốt này mặc những bộ đồ màu đen trông rất là ma mị thì làm thế nào đây ạ? Đối với tôi, đầu tiên tôi phải nói là một điều rất là bình thường. Chắc là em bước chân vào xưởng thời trang, em thấy mọi người, em làm quen với toàn bộ những bọn của tôi, những người ngồi đây toàn đầu đen và rộng thùng thình. Em có thấy em khác biệt không? Dạ không ạ. Này, anh nói thật, cái set đồ của em ở bên trong em là mặc một áo đen sơn và đúng tuyệt. Em cảm thấy em mặc không đẹp. Không ạ, ý là em thích những kiểu phong đồ như thế, nhưng mà em muốn thay đổi mình theo một phong cách mới để cho mọi người không nhận xét em là nhìn cho em rất là ma mị và quỷ quái ạ. Bạn muốn thay đổi bạn mình theo như kiểu như em nào? Em muốn thay đổi mình theo phong cách dễ thương hơn. Làm thế nào để từ một cô gái ma mị chuyển thành một cô gái dễ thương đấy ạ? Như này này, bây giờ tôi tạm thời là đồng ý theo cách nói của bạn, là sẽ thay đổi bạn để bạn thử xem thực ra bạn hợp với điều gì nhất. Đến bây giờ ví dụ tôi bảo là bạn mặc dễ thương, hợp hay là không hợp thì chưa chắc nó đã đúng. Mà thực ra người ta tìm được cho mình một cái phong cách thì là điều khó nhất. Mà bạn đang có một phong cách, cái chính là bạn có chấp nhận cái phong cách của bạn hay không. Đấy là cái thứ tôi hiểu là trong lòng bạn bây giờ đang đấu tranh rất là nhiều, đúng không? Một là chính mình, hai là thay đổi vì người khác. Cái điều gì nó sẽ mạnh hơn thì tôi nghĩ là cả cái sự trải nghiệm trong xưởng thời trang ngày hôm nay thì nó sẽ giúp bạn hiểu rõ được là bạn cần làm gì nhất. Tôi và Đạt thì luôn luôn trung thành với màu đen, trung thành với bộ đồ rộng. Trong thời trang của tôi rất thích sự ma mãnh ở trong đó, một cái sự gọi là huyền bí trong đó. Tại sao không, thậm chí kể cả đánh móng tay đen, đánh mổ môi rất là sẫm và đánh mắt rất là sẫm. Tại sao bạn phải sợ cái điều đó? Mà tôi nghĩ là với cái cách trang điểm của bạn là mắt bạn không giờ để nhạt như thế này. Tôi nghĩ bạn đã lau bớt đi rồi khi mà bước lên đây, có đúng không? Vâng ạ. Nó là cá tính của bạn, tại sao bạn từ chối nó? Em muốn mình thay đổi, muốn được có thể là ăn mặc theo nhiều phong cách khác nhau để lựa chọn phong cách phù hợp với mình nhất. Chuyên gia trang điểm Cao Tuấn Đan muốn nói điều gì ạ? Bây giờ em sẽ kiểu ăn mặc rồi các thứ nó mềm mại hơn, nó nữ tính hơn. Nhưng mà về phần make up các thứ thì em có thể là giữ cái style như thế được. Chứ không phải là vì lý do mà do mình thay đổi, chúng ta mình phải thay đổi hẳn như thế. Thì vẫn là giữ được cái những gì mà em thích. Đấy là nó thể hiện lên cái cá tính của em. Cái thời trang của chúng tôi đến bao giờ cũng phải bộc lộ lên cá tính. Bạn có thường xuyên hay mất tự tin trước mọi người không? Dạ, thì dáng đi của em là hơi bị gù xuống ạ. Nên là nhiều lúc cũng cảm thấy mất tự tin ạ. Thực ra tại vì bạn mặc đồ dày nên chị cũng không nhìn quá rõ là việc bạn đi có bị gù hay không. Cái này nó là cảm tính cá nhân của chị thôi, là chị không thích những người để mái canh. Tại vì trán trên khuôn mặt mình là cái mà phong thủy tốt nhất, là mọi người nhìn vào có sáng mặt hay không ấy. Có thể là tại vì bạn hay để máy canh, sau đó bạn đánh mắt đen, xong cộng với lại việc là đồ của bạn hay là màu đen nữa, nên mọi người hình dung ra là cái phong thái của bạn là nó huyền bí, nó ma mị. Cộng với lại việc tài lẻ của bạn là bạn có thêm khả năng xem bói cho mọi người nữa, nên mọi người nghĩ như thế. Chứ còn chị nghĩ là từ quan điểm của chị thì bạn không gặp một vấn đề gì cả. Em thấy bạn ấy để mái ngố hơn, tại vì là cái trên khuôn mặt của bạn ấy thì theo như ở đây em tìm ra em nhìn thấy thì cái ngố mái của bạn ấy cũng lấy rất là thưa. Thì cái phần trán của bạn ấy có hơi sai tỷ lệ hơn so với phần khu dưới mũi và khu đỉnh cằm một chút. Nên là bạn để lại cái mái ngố để kéo lại tỷ lệ khuôn mặt của bạn như thế là vừa xinh. Đó là những nhận xét của những giám đốc sáng tạo của chúng tôi dành cho bạn Liên Hồng ngày hôm nay. Bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi bắt đầu xưởng thời trang. Bởi vì ngay bây giờ sẽ là sự tư vấn đầu tiên đến từ chuyên gia định hình phong cách cho set đồ ban ngày. Hãy cùng xem là một cô gái với cá tính như thế này, ma mị như thế này, mà biến mình theo phong cách dễ thương và thay đổi mình chút xíu trông khác lạ hơn thì sẽ trông như thế nào nhé. Em xin chào ba vị giám đốc sáng tạo ạ. Em xin chào chị Huyền, chào bạn Hồng ạ. Hôm nay em mang đến phong cách đó là phong cách boy fan zin ạ. Phong cách boy fan zin thì không thể thiếu trong tủ đồ của những cô nàng nữa ạ. Phong cách boy fan zin bây giờ nó không còn thô cứng như ngày trước nữa. Chỉ cần một chút mix đồ táo bạo thì sẽ trở nên sexy, dễ thương và cũng không kém phần nữ tính ạ.
Cái đồ này mang đến đó là một chiếc quần jean cá tính kết hợp với một chiếc áo sơ mi thanh lịch ạ. Set đồ này thì và đi cùng đó là một chiếc áo khoác rộng bên ngoài. Set đồ này thì có thể đi đồng hành cùng bạn đến trường hoặc là các buổi đi chơi dã ngoại, bạn vẫn thời trang và vô cùng thoải mái ạ. Về phụ kiện thì đi kèm set đồ này thì em chọn đồ tông màu đỏ ạ, để cho bạn thể trở nên tươi tắn hơn ạ. Về phần make up thì em chọn tông màu hồng làm điểm nhấn ạ, cho bạn trở nên trẻ trung hơn ạ. Buộc tóc bạn thì em làm chọn tóc buộc cao lên ạ, và hớt hết tóc ra đằng sau trời, cho bạn khoe được khuôn mặt sáng của bạn ạ. Phải dành nghĩ kỹ thêm một chút là boyfriend jeans, nghĩa là mặc những quần nó hơi rộng đúng không ạ, để cho người khác nhìn vào giống như mình mặc quần của bạn trai mình. Thực ra boyfriend jeans thì nó vừa có cái gì đấy rất là khỏe mạnh mà cũng vẫn là mang lại vẻ nữ tính. Set đồ này em mix nó hay bởi vì em dùng một cái áo khoác rất là rộng và dài ở ngoài, nó là điểm mới. Thường là người ta mặc boyfriend jeans thì người ta ít dám mặc áo rộng ở ngoài. Em lại thích cái sự kiện màu đỏ làm điểm nhấn, thì cái đấy nó rất là tôn lên cái màu sắc mà bạn sắp xếp với nhau, nhìn rất là bắt mắt. Mà nhìn bạn nhân vật, nghĩ là nếu mà bạn nhân vật mà mặc cái bộ này của bạn thì nhìn sẽ nữ tính ra với cái tông trang điểm mà bạn đã nói. Thì tôi muốn thử một chút cái đồ mà bạn đã cần cá tính, cần táo bạo thì sẽ có một cái điểm nhấn gì trên khuôn mặt. Chứ không lờ nhờ được luôn một cái khuôn mặt người ta là màu hồng hồng, pastel, tất cả nhờ như thế được. Ví dụ bạn có thể chọn cho tôi là điểm nhấn là đôi môi đỏ hồng, trong đó vẫn có hồng nhưng mà cái ánh sắc đỏ mang nhiều hơn. Thì nhìn cô gái của ta sẽ trông hay hơn, nhất là trong những ngày mùa đông này thì thời tiết nó hơi kiểu nó lạnh lạnh mà nhìn cô gái mà đánh môi đỏ thì rất là thích. Chị chỉ hơi lo ngại một chút vấn đề là quần jean của mình hơi rách ấy, thì khi mặc tới trường các thầy cô sẽ hơi xăm soi một chút thôi. Còn về cơ bản thì set đồ của em đã rất là đẹp rồi. Đó là những nhận xét của những giám đốc sáng tạo của chúng tôi dành cho set đồ ban ngày từ chuyên gia định hình phong cách mang đến cho bạn Hồng ngày hôm nay. Và bây giờ thì bạn đã sẵn sàng để đến với set đồ này chưa? Em sẵn sàng rồi ạ. Cánh cửa biến đổi của xưởng thời trang đã sẵn sàng mở ra và bây giờ thì xin mời bạn bước vào bên trong. Và đây chính là set đồ ban ngày mà chuyên gia định hình phong cách của chúng tôi dành tặng cho bạn Hồng ngày hôm nay. Bạn thấy mình trong bộ trang phục này như thế nào? Em thấy mình rất năng động ạ. Và vẫn giữ được một chút đấy phong cách của em. Phong cách của bạn? Đó là phong cách gì? Em mặc đồ rộng ạ. Thì cái áo khoác ngoài nó vẫn hơi rộng ạ. Vừa có thể là mới mình trong bộ trang phục mà những chuyên gia định hình phong cách của chúng tôi mang đến này, và vừa giữ được cái cá tính riêng cho bản thân mình đúng không? Như vậy là tôi nghĩ là khá hài lòng rồi chứ? Vâng ạ. Thế thì bây giờ hãy cùng nghe là những giám đốc sáng tạo của chúng tôi họ nhìn thấy bạn trong bộ trang phục này như thế nào nhé. Thứ nhất là với chiều cao của bạn, với thể hình của bạn thì bạn mặc cái gì nó cũng dễ, nó không khó. Nhưng mà còn để đẹp hay là không đẹp thì tôi, cá nhân tôi thì tôi thích cái hình ảnh của bạn lúc ban đầu hơn. Tôi thích cái sự, chắc là tôi bị quen nhìn những người có phong cách cá tính rồi. Và bạn mặc sang bộ đồ này không hề tồi chút nào, nó vẫn cứ đẹp. Đẹp theo cái style của bộ đồ này, còn về độ trẻ trung và độ ngây thơ thì không thể nào mà bằng cái bộ mà bạn đã mặc đến đây được. Thế với chuyên gia đào tạo catwalk Trương Tùng Lan thì sao? Ngay từ đầu thì chị có nói rằng là chị không thích cái mái bằng của bạn ấy. Bây giờ thì bạn ấy đã thay đổi phong cách của mình rồi, hớt lên để lộ trán rồi trông có khả quan hơn không ạ? Chị với anh Đạt vẫn còn đang phân vân về vấn đề đấy. Chị thì thấy vẫn thấy đẹp, còn Đạt vẫn thấy không đẹp. Tại vì em cái thời gian em để mái ngố nó lâu quá rồi. Nên là khi mà thay đổi của em thì cũng phải thay đổi dần dần từ từ. Từ mái ngố nó sẽ chuyển thành mái mưa rồi nó sẽ hết. Thì mái ngố của em thì nó mới là, nó sẽ thay đổi như thế thì mọi người nhìn theo em sẽ thuận mắt hơn. Chứ đùng một cái mà đổi như vừa nãy tôi đổi cho em ấy, là nó sẽ làm em bị khác quá, bị lâu ngày cái dáng của em nó để nó cũng bị nhiều mụn nữa. Thì những cái đó là những cái mà em phải để ý về việc chăm sóc da của em. Ngày nào mình cũng make up, mình cũng
trang điểm thì mình cần thiết là mình phải rửa sạch da trước khi đi ngủ và nhiều khi phải bôi lotion hay nước hoa hồng để làm sao để dưỡng lại cái mà từ sáng giờ mình đã cho ở trên mặt mình nó rất là nặng. Nhưng cái vấn đề đấy là vấn đề để ý, tại vì em có một cái nét rất là đẹp, mắt to tròn, mũi thanh mảnh cao, môi trái tim, mà cái da của em mà nó mịn màng nữa là perfect. Bạn muốn nói điều gì không? Em cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các giám đốc sáng tạo dành cho em ạ. Em sẽ cố gắng thay đổi để cải thiện mình hơn ạ. Thế tôi hỏi bạn một điều nhé, khi so với cả khi mà trước đây thì bạn mặc bộ trang phục này vào người với cái cách trang điểm là hớt mái lên như thế này, thì bây giờ bạn cảm thấy tự tin hơn với cái mái tóc của mình hay là mái tóc trước đây khiến cho bạn cảm thấy tự tin hơn? Em thấy hớt mái lên trong em cảm giác trong thể hiện được hết khuôn mặt đẹp của em ra, trông nó thanh thoát hơn ạ. Và bạn cũng thừa nhận với chúng tôi rằng khi mà để lộ hết cái phần trên gương khuôn mặt của bạn thì bạn sẽ cảm thấy là tự tin hơn đúng không? Đó là những nhận xét của những giám đốc sáng tạo về bộ trang phục này, đó là những ý kiến của bạn về chính bộ trang phục mà mình đang mặc. Còn không biết là những khán giả trên mình, những khán giả của xưởng thời trang thì các bạn cảm thấy như thế nào? Bạn đánh giá như thế nào về bộ trang phục này của bạn Hồng thì hãy cùng chia sẻ ý kiến với chúng tôi trên trang fanpage của xưởng thời trang VTV6 nhé. Còn bây giờ thì bạn có mong muốn được nhìn lại hình ảnh của mình trong bộ trang phục này không? Bây giờ thì tôi sẽ cho bạn nhìn lại hình ảnh của chính bạn. Khi nào tôi nói sẵn sàng thì bạn hãy quay lại phía đằng sau và nhìn lại hình ảnh của mình nhé. Rồi, xin mời bạn. Bạn thấy đó là một cô gái thế nào? Em thấy có sự chững chạc và nó cũng có sự trẻ trung. Nói chung em thấy rất là đẹp ạ. Nói chung là bạn rất là đẹp, rất là ưng rồi đúng không? Nhưng mà chúng tôi còn hai sự lựa chọn nữa dành cho bạn cơ. Đây mới chỉ là set đồ ban ngày thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với set đồ buổi tối mà những chuyên gia định hình phong cách của chúng tôi dành cho nhân vật ngày hôm nay. Hãy cùng xem đó là bộ trang phục như thế nào. Hôm nay em mang đến cho bạn trang phục lightwear. Nhưng bộ trang phục em mang đến thì bạn có thể dùng như đây tương lai. Thì bạn có ghi là hông bạn khá là to thì em cũng muốn đưa ra cho bạn một vài gợi ý là lên mặc quần cạp cao ạ. Và theo như bạn nghĩ thì mặc những kiểu áo rộng mà dài thì sẽ che đi được phần hai. Nhưng mà chính kiểu áo này thì lại khiến cho bạn có cảm giác lùn và to hơn ạ. Gợi ý make up thì em chỉ muốn bạn nhấn vào đôi mắt một chút thôi ạ. Còn về tóc thì em muốn bạn búi lên ạ. Và buộc khăn tu ban. Em mang đến cho bạn là trang phục nữ tính, khỏe mạnh nhưng vẫn trẻ trung ạ. Cách kết hợp của giữa quần lửng và áo len, tôi rất là thích cách kết hợp này và nó có một cái màu tung tính như này thì trong những người con gái mặc và luôn luôn có cảm giác nhẹ nhàng. Nó là một gợi ý tốt dành cho bạn nhân vật của chúng ta ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng là giờ đây thì bạn Hồng đã rất là nóng lòng để muốn thử bộ trang phục này của chuyên gia định hình phong cách mang lại cho bạn vào buổi tối. Vậy thì ngay bây giờ cánh cửa biến đổi của xưởng thời trang đã sẵn sàng mở ra và xin mời bạn bước vào bên trong. Chính là bộ đồ thứ hai mà chuyên gia định hình phong cách của chúng tôi dành cho bạn vào buổi tối. Bạn thấy trông nó như thế nào? Em thấy mình lột xác hoàn toàn ạ. Lột xác hoàn toàn. Bạn thích điều gì nhất của bộ trang phục này? Em thích cái quần ạ. Thích cái quần. Tại sao bạn thích nó? Bởi vì em thấy trông rất là phá cách ạ. Chưa bao giờ em mặc quần như thế này. Nên là em thấy nó là sự đặc biệt ạ. Bạn rất là ưng ý với set đồ này, bạn trông khác biệt hoàn toàn so với mình và bạn thích nhất là chiếc quần dáng suông dài rộng như thế này. Thế còn không biết là những giám đốc sáng tạo của chúng ta thì cảm thấy bộ đồ này như thế nào ạ? Chị nghĩ là có thể em chưa quen với xu hướng mới này thôi. Hiện nay thì việc xu hướng mà mặc áo len
sơ vin vào bên trong quần cạp cao hiện đang rất là mới và được các bạn trẻ đón nhận khá là nhiệt tình. Và chị cũng là một trong những tín đồ của xu thế đấy. Thì chị nghĩ có thể em chưa quen thôi, mới đang chỉ thích cái quần thôi. Chứ bạn ấy chưa thích tổng thể đúng không ạ? Người mà đã nhìn quen mắt rồi thì sẽ thấy là đây là một set đồ rất là dễ thương, rất là hoàn hảo, hiện đại và rất là thanh lịch nữa. Em đã được trải qua hai phong cách rất là nữ tính. Nhưng mà dường như tôi thấy em đã bị lúng túng với sự nữ tính này. Vâng ạ. Mặc vào bộ đồ mình, cả điều quan trọng nhất là mình cần sự gì ạ hả em? Tự tin ạ. Em thấy mình chưa tự tin ạ. Vì sao? Tại vì em thường ăn mặc phong cách đen toàn bộ để che đi những cái khuyết điểm trên người em. Rồi mái thì hay là để bằng bởi vì trán của em khá là cao. Bây giờ hớt mái lên thì em thấy không được tự tin. Sau hai bộ thì bạn bỗng nhận thấy ra là bạn đang bị lúng túng trong những bộ trang phục này. Thực ra thì có một cách khác là bạn phải tập làm quen với chúng, không sao. Nhưng mà hơn hết là hãy tìm cho mình cái phong cách nào mình cảm thấy tự tin nhất. À, ngay từ đầu khi mà bạn bước đến thì chúng tôi đều nói là thể hình bạn rất là tốt. Bạn mặc phong cách gì cũng đẹp. Chẳng qua là bạn tự tin với phong cách nào nhất, bạn yêu phong cách nào nhất thì hãy mặc nó thường xuyên hơn. Đó là những lời khuyên mà những giám đốc sáng tạo của chúng tôi dành cho bạn. Hình như là cả bạn Hồng lẫn những giám đốc sáng tạo của chúng tôi vẫn chưa thực sự hài lòng lắm với hai bộ trang phục đầu tiên của ban ngày và buổi tối do những chuyên gia định hình phong cách mang đến. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với sự quyết định từ chính những giám đốc sáng tạo, sự gợi ý từ chính những giám đốc sáng tạo của chúng tôi và hy vọng rằng là họ sẽ mang lại cho bạn một phong cách ổn định nhất, một phong cách phù hợp với bạn nhất và khiến cho bạn cảm thấy tự tin nhất. Trước đó thì tôi muốn nói với các bạn khán giả rằng nếu như các bạn cảm thấy bộ trang phục này phù hợp với bạn Hồng thì hãy cùng chia sẻ ý kiến của mình trên trang fanpage của Sườn Thời Trang VTV6 nhé. Và bây giờ thì bạn có muốn nhìn lại hình ảnh của mình không? Dạ có. Xin mời bạn hãy cùng quay lại phía sau. So với bộ đồ đầu tiên thì như thế nào nhỉ? Em thấy bộ thứ hai trông rất là trẻ trung ạ. Và nhìn rất là dễ thương. Và bạn cảm thấy rằng là thích bộ thứ hai hơn đúng không? Vâng ạ. Đấy mới chỉ là hai sự lựa chọn thôi, còn một sự lựa chọn nữa đến từ những giám đốc sáng tạo của chúng ta và hãy cùng xem là họ đã chuẩn bị một set đồ như thế nào dành cho bạn nhé. Ngay từ đầu tôi rất là thích cái cách ăn mặc cá tính của em, bởi vì tôi chỉ muốn chỉnh một chút là ngoài cách dùng màu đen em có thể dùng nhiều màu khác vẫn trên những cái form trang phục rộng, hơi dị dị một chút, khỏe mạnh một tí thì nó mới là cá tính của bạn. Ví dụ tôi có thể thay một cái quần màu đen bằng một cái quần mà hoa văn thổ cẩm và phối với cả một cái áo cũng có hoa văn khác hẳn với nó, nhưng mà đặt cạnh nhau thì nó match được lại với nhau. Kiểu phối này được gọi là kiểu phối xem là nó hơi giống nhau, tìm được ra sự hơi giống nhau ở trong các cái họa tiết đó và mình đặt cạnh nhau. Và ở trong thì thay bằng áo đen, tôi cũng chọn cho bạn một cái áo nó hơi lấp lánh một chút. Thì với bộ đồ này thì kể cả bạn đánh mắt đen cũng vẫn rất là đẹp, kể cả bạn để mặt sáng như bình thường cũng không sao, nghĩa là bạn có thể có thần thái thay đổi do cách trang điểm của bạn. Bạn có háo hức muốn thử ngay bộ trang phục này không? À, em đang rất là nóng lòng và muốn mặc bộ trang phục này vào ạ. Và không phải chỉ bạn đâu mà tôi cũng thế, bởi vì đây chính là bộ đồ mà chính những giám đốc sáng tạo của chúng tôi tự tay lựa chọn cho bạn. Và bây giờ thì cánh cửa biến đổi của Sườn Thời Trang đã sẵn sàng mở ra. Xin mời bạn bước vào bên trong. Trang phục cuối cùng mà bạn Hồng của chúng ta được biến đổi trong Sườn Thời Trang ngày hôm nay do chính những giám đốc sáng tạo của chúng tôi tự tay lựa chọn cho bạn ấy. Bạn thấy như thế nào? Bộ trang phục này có đúng là bạn không? Em thấy về lại hình chính mình ạ. Nhưng mà có chút phá cách hơn là không phải là đồ đen nữa, thay vào đó là một màu khác và có những họa tiết ạ. Và tôi nhận thấy điều đó khi mà bạn bước đi trên sàn catwalk của Sườn Thời Trang, tôi thấy bạn vô cùng tự tin và bạn bước đi với bước chân là chính bạn. Bây giờ thì tôi sẽ đem ra đây chiếc gương sự thật và bạn hãy cùng nhìn vào chiếc gương sự thật và nói cho chúng tôi biết đó có phải là cô gái mà bạn mong muốn hay không nhé. Xin mời chiếc gương sự thật. Và bây giờ thì tôi sẽ đếm 3, 2, 1 và bạn hãy cùng quay lại phía sau và ngắm nhìn mình trong chiếc gương sự thật của Sườn Thời Trang nhé. 3, 2, 1.
2, 1, xin mời. Bạn thấy mình trong gương như thế nào nhỉ? Quay lại đây và nói với chúng tôi nào. Em thấy là chính mình ạ. Có chút quỷ quái ở đấy. Em rất tự tin khi mặc bộ đồ này ạ. Có đôi chút gì đó hơi bí ẩn một chút đúng không? Vẫn năng động, vẫn trẻ trung mà vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng hơn rất là nhiều, không còn bị cứng nữa đúng không? Bạn Hồng ngày hôm nay đã cảm thấy rất là thoải mái với set đồ cuối cùng, set đồ mà những giám đốc sáng tạo của chúng tôi chính tay lựa chọn cho bạn ấy. Bây giờ thì hãy cùng chúng tôi nhìn lại ba bộ trang phục mà ngày hôm nay bạn đã được Sừng Thời Trang biến đổi cho mình nhé. Và hãy nói cho chúng tôi biết rằng trong bộ ba bộ trang phục đó thì bạn sẽ lựa chọn phong cách nào cuối cùng dành cho mình. Và bây giờ thì hãy quay trở lại và nhìn lại mình. Bạn sẽ lựa chọn bộ trang phục nào đây trong ba bộ trang phục này? Em thích bộ đồ của các giám đốc sáng tạo dành cho em ạ. Và bây giờ thì tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi là bạn có định hình cho mình được phong cách cuối cùng sau khi bước ra khỏi cửa Sừng Thời Trang không? Khi mà đến với chúng tôi, bạn nói rằng bạn muốn thay đổi phong cách là nữ tính hơn này, nhưng bây giờ khi mà bạn mặc trên người một bộ trang phục trông rất là bí ẩn, hơi có một chút phá cách và trông nó vẫn có vẻ là hơi ngầu hơn so với bạn một chút, không hề nữ tính một chút nào cả, khỏe khoắn hơn. Vậy thì bạn nghĩ như thế nào? Em rút ra được bài học là hãy luôn sống với bản thân mình, tự tin là chính mình ạ. Đó cũng chính là điều mà chúng tôi muốn nói với tất cả các khán giả của Sừng Thời Trang ngày hôm nay. Bạn chỉ thật sự đẹp khi là chính mình. Đừng quan tâm quá nhiều việc là người khác phán xét bạn ăn mặc như thế nào. Và cũng có một lời nhắn nhủ dành cho những người xung quanh cuộc sống của chúng ta. Đó là ai cũng đều có những cá tính riêng của bản thân. Và đừng bao giờ cảm thấy quá ngạc nhiên về điều đó. Hãy để cho họ bộc lộ chính cá tính của họ để làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên phong phú hơn. Đó là điều mà chúng tôi muốn nói của Sừng Thời Trang ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình sau. Tôi là Thanh Huyền của Sừng Thời Trang.